Lý do Lee Kwang-su quyết định ngừng tham gia Running Man. Running Man đã mang về cho Lee Kwang-su danh tiếng và tiền bạc, ngược lại thành công của show cũng nhờ công không nhỏ của thánh lầy họ Lee. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên đã tuyên bố dừng cuộc chơi sau hơn một thập kỷ gắn bó. Theo như thông cáo báo chí của công ty quản lý, nguyên nhân khiến Lee Kwang-su rút khỏi Running Man hoàn toàn là do vấn đề sức khỏe. Sau khi bị tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Lee Kwang-su thường xuyên tập vật lý trị liệu để phục hồi. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất khó để duy trì thể trạng tốt nhất trong quá trình ghi hình. Sau khi bàn bạc với công ty, đơn vị sản xuất ghi hình, anh đã quyết định rời Running Man để có thời gian hồi phục cả về thể chất và tinh thần. Trích thông tin chia sẻ từ công ty quản lý, việc Lee Kwang-su rút lui khỏi Running Man khiến cho nhiều người hâm mộ chương trình cảm thấy tiếc nuối.